Hi, xin chào các bạn, tôi là QM. Chúng ta quay trở lại trong một bài mới. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về Facebook. Và hôm nay vấn đề gì của Facebook sẽ được tôi đề cập đây. Đó là chúng ta sẽ nói về cái việc chúng ta đăng ảnh trên Facebook, là chúng ta nên đăng riêng lẻ trên status hay là chúng ta nên đăng thẳng vào album. Có khi nào các bạn tự đặt mình câu hỏi như vậy không ạ? Có thể một số bạn có đặt nhưng mà một số bạn sẽ không quan tâm, chưa quan tâm cho lắm, thì bây giờ có thể đây là một cái clip dành cho bạn và nó sẽ cần cho bạn trong tương lai. Nhất là cầu like. Bạn lưu ý nha, cầu like nha. Rồi bây giờ giả sử đây tôi đăng rất là nhiều và ở đây tôi đăng là thành một cái những cái album, những album và một số ảnh thì tôi đăng ở ngoài. Và thì tôi đố các bạn bức ảnh này, bức ảnh Michael Field của Balenciaga này, nó đang nằm trong một album hay là nó chỉ nằm riêng lẻ trên timeline của tôi? Bởi vì các bạn phải phân biệt được là nếu mà các bạn đăng trên album thì nó sẽ có trong album, bạn vô album các bạn sẽ thấy cái bức đó. Nhưng mà nếu mà các bạn đăng ở dạng status, giả sử ở đây các bạn đăng như thế này, giả sử thì bức này đó, hoặc là những cái bức khác, hoặc là bức này chẳng hạn, thì khi các bạn đăng như vậy nó sẽ chỉ hiển thị trên trên cái khi mà vô photo các bạn tìm lại thì nhất chỉ hiển thị trên những cái bức trên timeline. Giả sử tôi vô đây, rồi giả sử do photo đi, hoặc là vô album thì nó sẽ nằm trên đây, timeline photo, nó sẽ vô trong album mặc định này. Album này là album khi mà bạn đăng tất cả những bức ảnh nào mà trên trực tiếp trên tường mà không do album nào cả. Vậy thì chúng ta quay lại câu đố hồi nãy, chúng ta quay lại cái câu đố hồi nãy, đó là cái việc là bức hồi nãy Michael Field của Balenciaga, bức đó đang nằm cho album hay là nằm riêng lẻ? Có thể một số bạn biết và cũng không ít bạn sẽ không biết. Và tôi xin trả lời cho các bạn luôn, bức này đang nằm trong album. Nằm trong album ở đây chúng ta đang nói đến là nằm trong một cái album cụ thể nào đó, chứ không phải là nằm trong cái album mặc định là timeline photo như hồi nãy chúng ta đã thấy. Bởi vì sao? Bởi vì là đơn giản, bức này lúc trước khi mới ra, có nghĩa là khoảng ngày 4 hôm qua, hôm kia đấy, tôi đăng lên và mới vừa rồi thôi, trước khi làm cái clip này tôi đã chuyển nó sang một cái album, để chuyển sang album là đi tới biển. Album này tôi chuyển sang album này, thì vậy làm sao chúng ta kiểm tra được nó nằm album hay chưa? Bây giờ chúng ta vô trong phần là đi bơi biển Ninh Thuận, vô album này nếu có thì đúng là nó nằm trong album đó. Các bạn nhìn nè, bức này 84 like và 11 comment đó, và những cái bức này mới nên là chưa có comment hay là like gì hết. Vậy thì cái sự khác biệt ở đây là gì? Là bạn nhấn mạnh cái bức ảnh đó và các bạn muốn truyền thông mạnh mẽ cho bức ảnh đó, quảng bá mạnh mẽ cho bức ảnh đó, để mọi người có thể tập trung một cái, thay vì các bạn đăng rất là nhiều hình trong một album thì có thể người ta có nhiều cái hình ảnh người ta xem, người ta sẽ bị sao nhãng, người ta không có tập trung vào một cái bức nào cụ thể, hoặc là người ta chỉ like cho qua. Và các bạn không muốn như vậy, các bạn muốn người ta quan tâm thực sự vào cái bức ảnh của bạn thì các bạn cứ đăng riêng cái bức nào và sau đó các bạn mua vào. Thì làm sao chúng ta có thể làm được như vậy? Bây giờ giả sử tôi đăng một cái bức ảnh trên timeline, một vài bức trên timeline, và các bạn lưu ý chúng ta đang nói về cái thủ thuật đăng ảnh trên trên trang cá nhân của bạn, trên tường, trên cái trang cá nhân của bạn trên, còn trên fanpage thì chúng ta chưa đề cập nhé, trong bài sau tôi sẽ nói. Bây giờ giả sử tôi đăng một cái bức ảnh một một đứa em với ba cái tư thế, và tôi sẽ đặt một cái caption nhỏ thôi, không quan trọng cái caption này là gì, các bạn đừng có quan tâm cái đó, này đặt chơi cho vui thôi. Bây giờ giả sử tôi đặt là tìm lại tìm lại rồi bạn thân, tôi chia chữ đó các bạn, tôi chia chữ thôi, có gì là đặc biệt hết đó. Thì bây giờ chúng ta post luôn đó,
Được chứ ạ. Bây giờ vậy thì chúng ta khi mà đăng cái bức ảnh này lên và chúng ta muốn và chúng ta muốn xác thực là nó có nằm album hay không, thì bây giờ chúng ta vô trong cái phần photo. Vô phần photo, vô phần album và chúng ta vào trong cái timeline album. Các bạn nhớ là timeline album nha các bạn. Đây là bức này, thì chúng ta nếu mà chúng ta thấy cái sự hiện diện của nó thì chứng tỏ là chúng ta đang đăng trên tường của chúng ta đấy các bạn. Và bởi vậy thì chúng ta muốn chuyển nó sang những cái album khác theo chủ đề của chúng ta. Ví dụ chúng ta đang up những cái loạt ảnh về chơi biển, đi chơi biển, thì làm sao mà chúng ta up như vậy được. Và cái việc chúng ta quản lý theo album thì cũng rất là dễ để chúng ta tìm kiếm, cũng như là chúng ta collect lại nó thành một cái nhóm, một cái chùm những cái bức ảnh về một cái nội dung, về một cái vấn đề, về một cái hoạt động nhất định. Như vậy nó sẽ hay hơn. Và với cái cách này chúng ta vẫn có thể tập trung, hướng cái sự tập trung của khán giả vào những cái bức ảnh mà chúng ta nhấn mạnh. Bởi vì khi mà các bạn đăng album kiểu này thì nó sẽ hiển thị một album như vậy, và các bạn lưu ý là trong này, trong cái album là đi bơi biển Ninh Thuận Beach Nikon 2015 này có tới 14 bức ảnh, nhưng mà khi nó hiện ra trên Nilfit chỉ có 5 bức thôi. Vậy thì hiệu quả tốt nhất là người ta chỉ coi cái 5 bức này, còn những bức khác thì hên xui có thể người ta sẽ không coi. Bởi vậy chúng ta đăng album 5 bức và những cái bức còn lại chúng ta đăng trên timeline được mà, chúng ta đăng trên timeline và chúng ta nhấn mạnh bức đó, và chúng ta mua từ từ sang, chúng ta mua từ từ sang cái album này. Và chúng ta sẽ mua như sau: chúng ta click vào bức ảnh, các bạn để ý từng bước, và chúng ta di chuyển vào phân hóa ảnh, nó sẽ hiển thị lên một cái tab phía dưới có rất là nhiều lựa chọn. Chúng ta chọn option option và chúng ta sẽ dùng cái thao tác là move to other album đó, và chúng ta chọn album. Ở đây nó mặc định là cái album mới nhất của mình, đây mặc định là album mới nhất của mình, và move đó, và chúng ta chuyển tới cái bức tiếp theo. Chúng ta option và chúng ta tiếp tục mua và tiếp theo ta chuyển sang và chúng ta tiếp tục mua. Và các bạn cứ, và sau khi các bạn làm xong rồi các bạn hãy vào kiểm tra, các bạn nhớ là hãy vào kiểm tra nhé để xác thực lại. Còn với tôi thì không cần kiểm tra nữa, bởi vì biết chắc chắn là nó sẽ vô trong cái album là đi bơi biển Ninh Thuận Richard Nixon 2015 rồi, và chúng ta sẽ kiểm tra một lần nữa cho nó chắc. Chúng ta sẽ kiểm tra trên hai album, đó là album Timeline Photo và album là đi bơi biển. Đây các bạn còn nhớ ba bức ảnh hay không ạ? Đó chính là nó đó các bạn. Và đây là chúng ta thấy không còn sự hiện diện nào của những cái bức như thế nữa, những cái bức ba bức đó nữa, chỉ còn những cái bức mà chúng ta đăng trực tiếp trên timeline thì nó sẽ hiển thị trên timeline mà thôi. Đó được không ạ? Và tôi nhắc lại một lần nữa là cái này rất là có lợi khi mà chúng ta muốn mọi người tập trung vào một cái bức ảnh nào đấy, và chúng ta cần mọi người tập trung hoàn toàn, muốn mọi người bình luận, muốn mọi người like, nhưng mà like một cách có chủ đích, chứ không phải là người ta có rất nhiều bức ảnh và người ta like cho có toàn bộ những bức ảnh đó. Nó sẽ tạo nên cái sự gọi là spam hơi quá, nhưng mà có thể là một số đôi lúc thì với nhiều bức ảnh quá, ví dụ chúng ta có một cái hoạt động rất là nhiều trong một ngày, chúng ta chụp có thể là 1.000 tấm hình và chúng ta up lên mấy trăm tấm đi, thì khi mà like các bạn, khi mà xem các bạn cũng không xem hết, khi mà like thì các bạn cũng like cho qua, chứ chúng ta không có thưởng thức nghệ thuật, hay là chúng ta thưởng thức, chúng ta không thích thực sự. Cái từ like chỉ là like mà thôi, chứ không phải chúng ta thích mà chúng ta like, chỉ là chúng ta nhấn cái nút like để cho người ta biết là mình đã xem bức ảnh rồi. Thế hôm nào thì hôm nay tôi chỉ đó, hôm nay tôi chỉ giới thiệu như vậy, giới thiệu như vậy. Thì trong những cái buổi sau thì tôi sẽ nói thêm hơn về về cái việc này và những cái việc tương tự để chúng ta tăng cái tính truyền thông của mình trên Facebook. Xin chào và hẹn gặp lại.